thôi. Bạn ấy có thuốc uống với cả thuốc bôi, chứ chưa có chữa đúng không? Tẩy trang giữa mặt có gì chị có chị có. Thuốc bôi chị có thì chị quên, chị cũng mang thuốc bôi đi đấy. Chị bây giờ chị cần rõ ở nhà sản phẩm như thế nào. Em một hơi nhiều lắm ạ, một thế cái. Thế là để chị về nhé, chị cho số điện thoại xong rồi để các bạn chị giới thiệu sản phẩm đấy. Không biết nên cho những cái gì. Bạn này bao tuổi chị? Bao nhiêu này? Lớp 11 à? Lớp 12. Anh thấy bây giờ mấy chị Linh kia còn nể hơn. Cái mầm mầm. Con mấy chị không còn bán sang? Đang quay rồi. Con mấy chị bán sang nó xem như nào. Thế chị đổi máy, chị để máy này. Máy này dùng mấy cái quay này. Máy mày cũng 64GB à kia? Ừ. Dùng có bị thiếu không? Em có dùng cái gì mà thiếu? Chiếu bố, ảnh ấy. Bố chồng tao bảo là đổi lấy máy tao mà dùng. Còn để cái in mắt kia tao dùng. Thì bây giờ ông không làm gì ấy. Mấy bố chị là mấy người mấy? Cũng 11. 64GB. Thật ra mình không làm gì, mình không có tài liệu gì thì sao mà nó ấy được. Em thấy mình còn thừa. Tao hay tải app nhiều. Một mặt này phải được 4 video. Đằng nào ông thừa kế luôn. Bọn em như chôn điện thoại theo cho cả bố luôn mà. Chôn theo ấy. Thế à? Ồ, chôn theo mà. Chỉ có giữ lại sim thôi. Không đắp sim cho tắt nguồn đi. Yên tâm mà không bị... Thiệt thật nha, chị dâu em lấy xe đi. Lấy xe của bố em để đi ấy. Mang về nhà chị bá ấy. Đêm để đâu ấy, về ông ấy đổi xe. Khiếp. Bá ấy sợ bá đá, bá ấy cầm xe ông giả. Nhưng mà lại cầm, nhưng mà lại về xuống giả mà lại bảo với ý là Thắp Hương bảo là con mượn xe thì mới thôi. Rồi mà. Khiếp mà. Bố em gọi là chết thiêng lắm ấy. Thấy bị rồi. Đúng. Nhưng mà thật ra đấy đồ mà chết đi, người ta mới chết mà chị. Ta đấy đi rồi không nói gì ấy. Người ta phải bảo một câu. Thắp Hương. Ừ, thấy Thắp Hương bảo người ta một câu ấy. Đây không bảo gì, người ta vì người ta đòi đúng không? Ừ. Đứng yên quay cơ. Ghế thấp, được ngồi ghế thấp nó cũng thế. Lớn thế. Xinh gái. Xinh. Da hẳn bên Hàn Quốc đẹp kia cơ mà. Với cả là trẻ con nữa. Toàn. Đau quá phải bỏ điện thoại đi. Lần nào đi nặng cũng kêu ai oái ra mẹ con hãy hết luôn. Đau quá. Mà như tôi chịu khó lặng đau thì nó mới hết cái sạch được. Vì tôi đang tuổi dậy thì nó rất là nhiều. Để nó lên xí mặt luôn. Chị nghĩa là để cho nó điều gì xấu. Thực ra thì chị ở trong lít thì chị cũng lười không? Cái này nó là đi nhiều cái lắm. Lối sống khoa học, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh. Chứ nó không chỉ là mỗi cái xử lý về mặt. Thế khoa học. Mụn nó sâu lắm. Ồ, em chưa rửa. Chết bỏ mẹ em. Không ạ. Bóp kỹ nhân thì... Nhân nó sâu á. Thì cũng sẽ tẩy mà cái này sẽ không nhiều thôi. Nó sẽ không bị mưng mủ.
nó sẽ bị có cái vết vết lạn này của mình sẽ đổ ạ. Nó sẽ khác với cái lần trước lấy kia là lấy nó vừa đổ vừa mung mủ. Nó vẫn còn cái chân ở dưới này. Cái chân nó vẫn còn. Ừ. Ừ. Đã lấy rồi. Thật ra nhìn ở đây rất là rõ nhá, nhưng mà nhìn thấy không rõ lắm đâu. Ba chiều định gội đầu. Mặt này phải đục 4 cái video. Một má này phải 2 cái. Sao bác không gội sáng nhỉ? Sáng cháu rảnh thối ra. Bọn cháu buổi chiều hay có khách. Có thích lấy video tí bắn được video. Thank you.
đây không có nhà. Anh cứ gắt ở nhà, anh cứ gắt ở nhà em xong rồi kéo lên bắn tiền được không? Vâng, đưa cho em gửi cho em số tài khoản em bán tiền nhé. Vâng. Lúc đầu mụn bạn có như này không chị? Lúc đầu không. Lúc đầu nó chỉ có những cái đầu đen nhưng không bị tấy như này. Nó chìm dưới. Hai bên đi, bên hàm đấy rồi. Em ra tư chị nó bảy nó tám chị nhắn tin của em là bị như vậy. Em nó có dép đi chơi đó phải. Dạ không có dép đâu, chết rồi. Đi mua dép đi. Gỡ đôi như hôm trước ấy. Mà không mua không được, ta đeo dép số ở nhà không được. Đeo đôi xì kê ai cũng được. Số mà đợt ta mua cho mày một đôi ấy. Đôi của em con Hà nó cướp mất rồi. Thế ta đi đâu đấy cũng được. Đã tốn tiền. Chị mua cho em đôi đấy. Xúc bì mà lâu lắm. Đâu kịp đâu mà. Đang bảo chị mua cái đôi kia đi. Chị em đôi của chị. Tao lại. Xong rồi tiện em có dép đi luôn. Ừ. Thôi tao nghĩ mày cứ đeo cái đôi kia kìa không được. Đôi đấy không nên sao mà xuống nước rồi. Xong chưa? Còn gì nó đốt em. 12 phút chưa? Rồi rồi, đứng hình đi.